Cảm ơn tất cả quý vị cùng quay trở lại với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Và ở vòng 3 này, ở đây sẽ có một cái hộp, bên trong sẽ có những cái lá phiếu. Nó sẽ là những món ăn mà hai bố biết nấu và hai đứa bé cũng rất là thích ăn. Và hai tụi con sẽ lên quẩn tù xì với nhau. Nếu như mà ai thắng, chúng ta sẽ bóc cái lá thăm trong đây. Bóc trúng món nào thì hai bố phải nấu món đó cho hai tụi con ăn. Trước khi mà bóc thăm, em hỏi nhỏ tí xíu, Khải Như đi, con nghĩ là bố con nấu ăn ngon không? Dạ ngon. Ngon hả? Mà con đã ăn được món nào của bố nấu chưa? Dạ bố nấu cháo rồi mì xào. Nấu cháo rồi mì xào. Còn Khánh Ly thì sao? Dạ bố nấu bánh xèo với lại món làm cá ăn rồi. Wow, dữ quá trời luôn. Xuất sắc luôn, những món nó khó khó lắm mà, bánh xèo, cá rồi vậy cháo đó, với mì xào. Vậy thì chắc chắn hôm nay hai ông bố bên này đến đây nấu cái này là trong tầm tay hết rồi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ hai đứa con hãy quẩn tù xì, ai thắng thì mình bốc thăm này nha ha. Cái kéo nè, cái bao nè. Sao vậy, anh gì vậy? Thắng luôn rồi đó đúng không? Ủa, thắng luôn rồi kìa. Chưa nói xong, chưa nói xong mà thắng luôn rồi. Trời ơi, giỏi quá. Nào cũng được hết á. Rồi, mời mở ra nè, mở ra. Hai chị em cùng đọc với nhau nè. Có là gì nè? Bò xào rau củ. Bò xào rau củ. Wow, món của bố mà. Trời ơi, món của bố mà. Chúng tụ luôn. Rồi, con nghĩ là món này là bố con nấu được không? Sao mặt con nhăn quá vậy? Con không tự tin lắm hả? Dạ, là con hay là bố chưa biết nấu. Bố chưa biết nấu rồi kìa. Bé nói kìa, giờ anh nói câu gì cho bé, bé tự tin hơn nè. Biết sao không? Tại vì bé ít có ăn cái món này, thường là ra tiệm ăn á. Tại vì món bò này ở nhà thì ít làm lắm. Dạ. Nên là bé nói vậy thôi, chứ thực sự là làm cho bé ăn rất là nhiều món. Nhưng đặc biệt là cái món mì xào hải sản. Và bây giờ chúng ta hãy mời hai bố về vị trí bếp của mình. Còn hai con chúng ta ngồi vào bàn chuẩn bị thưởng thức. Xin mời hai bố ạ. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bò xào rau củ của hai đầu bếp là bố Văn Hiếu và bố Hoàng Sơn. Thời gian bắt đầu. Xin mời. Mình đeo bao tay vô nè hai bố ơi. Bố ơi cố lên, bố ơi cố lên. Thấy lúng túng nha. Xin được hỏi bố Sơn là ở nhà thì bé Khả Như là thích ăn cái gì và không thích ăn cái gì ạ? Bé thì thích ăn gà rán. Dạ. Rồi mì xào. Rồi cháo gà. Dạ. Nói chung là ăn giống như cái viên chiên, mấy cái món cái gia vị nêm nếm á, cái gì bị nêm nếm, có cái nào mà bé Khả Như không ăn được không ạ? Gia vị thì ớt với tiêu thì bé không ăn được. Dạ. Nó hơi cay. Phía bên kia thì sao ạ? Dạ đây em có chuẩn bị hỏi nè. Bố Hiếu ơi, không biết là ở nhà thì bé Khánh Ly là thích ăn cái gì và không thích ăn cái gì ạ? Ở nhà thì Khánh Ly thường thích ăn mấy món chiên mà mẹ nấu. Món chiên. Ví dụ như là cánh gà hoặc là chân gà mẹ hay chiên cho bé. Dạ, còn món nào thì bé không thích à? Những cái món ví dụ như là rau củ quả là rất là ít không thích ăn. Nhưng mà em nghĩ là mình cũng nên sẽ khuyên bé để ăn rau củ nhiều, anh cũng biết là rất là tốt mà đúng không? Rồi, cũng hay nhắc nhở bé rằng là ăn rau củ nhiều nó sẽ có nhiều vitamin. Có cái gia vị nào mà bé ăn không được không anh? Chẳng hạn như ớt. Tiêu. Đúng rồi, thường thì vào con nít thường ít ăn cay nhiều. Dạ đúng rồi. Bé Khánh Ly và bé Khả Nhi đã quay trở lại bàn ăn để thưởng thức những cái món của bố Hiếu và bố Sơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất của bố là tất cả ngày hôm nay. Đó là phần thưởng thức và chấm điểm mọi người ơi. Hai đứa con chúng ta sẽ ăn từng dĩa một, thì tụi con quyết định là ăn dĩa nào trước. Từng người, từng rồi. Dĩa. Cả hai cùng ăn. Rồi, mỗi người chỉ mỗi dĩa rồi đó. Rồi, bây giờ lại quảnh tù xì. Ai thắng thì được chọn. 2,
Rồi, là phải ăn ở bên phía chị Khánh Ly trước rồi. Ăn bên đây trước rồi. Bây giờ hai đứa con sẽ cùng ăn như thế này. Gắp được không? Rồi, tự gắp được hả? Rồi, gắp miếng thịt nè. Rồi. Rồi. Ồ, bữa nay ăn rau củ rồi nè. Đây, cô Lan gắp cho con một miếng thịt bò nữa nè. Bắt đầu nhai nè. Đây, cô Lan gắp cho con một miếng thịt bò nữa nha. Nhai, ta gắp miếng rau đi, đỡ phải nhai. Cô Lan gắp cho con một miếng rau nữa nha. Đây. Trời ơi, cảm ơn cô Lan. Rồi. Phong cải xanh nè, bắt đầu bỏ vô miệng nhai. Ăn thử miếng thịt bò là coi là bố không biết là bố nào nấu nè đó. Đó. Sao vừa miệng không con? Miệng cái có mặn quá hay là ngọt quá không nè? Hơi mặn đúng không? À vậy là tính ra cái phần này sẽ hơi mặn đó, nhưng mà biết đâu nhiều khi ăn với cơm nó sẽ là vừa. Tình yêu của bố mặn mà cho nó. Biết đâu bố Sơn mình nấu đó các con ơi. Ờ. Hay là bố Hiếu nấu thì sao? Đó. Tính cắn nhưng mà nó dài quá mình ăn hết trước luôn. Trước khi qua cái này mình sẽ uống miếng nước để mình trả lại cái vị ban đầu, để mình rồi. Uống miếng nước nha. Rồi đây con giữ cho được không? Miếng nước nè. Rồi xong mình chấm điểm sau cùng nha. Rồi cho con cái chén mới luôn nè, để cho con biết là cái đó. Ở đây là món bên đây em thấy là miếng bò là mình sắc theo kiểu cắt vừa vặn nhỏ nhắn xinh xắn. Cắt theo kiểu giống như là bò lúc lắc á anh. Đó cho nên là nó sẽ hơi dài quá hả? Dài hơn bên này không? Không. Bên này ngon hơn bên đây. Trời ơi, cảm nhận được đó nghe. Mới ăn một cái khẳng định luôn. Thêm miếng rau nữa nè, thêm miếng cà rốt nữa. Rồi nữa, bên đây lại ngon hơn bên đây. Thấy chưa? Trời ơi. Ăn miếng cà chua luôn. Ồ, mấy bé này ăn rau giỏi quá ta. Em thấy là bé ăn rau tốt đó chứ. Ăn rau rất là tốt. Rất là hay nha. Đó, cái đó tốt đó con. Đúng rồi, súp lơ rất là tốt cho sức khỏe luôn. Chú Phúc hay tập thể dục ăn cái rau đó tốt nhất. Lát nếu mình sẽ ăn tiếp, chú Phúc sẽ gói lại cái phần nào của bố tụi con đem về tụi con ăn tiếp ha. Bây giờ mình uống nước cho mình chấm điểm nè. Trời ơi, quá trời. Ra dáng hai giám khảo quyền lực dễ sợ luôn. Bây giờ hỏi Khả Như đi. Con ăn thì con thấy là bên nào con cho 2 điểm và bên nào con cho 1 điểm nè. Bên này con cho 1 điểm, bên này con cho 2 điểm. Bên này 2 điểm, bên kia 1 điểm. Rồi, bây giờ tới Khánh Ly. Dạ con cho bên này 1 điểm, cho bên này 2 điểm. Vậy là các bé là cho điểm khá đồng đều nhau. Bằng nhau, mỗi bên là 3 điểm đó cô Lan. Hai con hãy đoán thử xem đi. Đoán thử xem là bên nào là của bố mình. Cái này của bố Hiếu, cái này của bố Sơn. Rồi. Rồi, bây giờ mình lật cái này luôn nha. Cho hai đều con lật luôn nè. Rồi. 3 1 2. Mình lật lên nha. 1 lật. Lật lên ngược lại. Đây. Wow. Trời ơi. Rồi. Chính xác. Đây là đĩa của bố Sơn và của bé Khả Như, còn phía bên kia là đĩa của bố Hiếu và bé Khánh Ly. Vậy là tính ra là các bé đoán đúng đó. Và bây giờ tổng kết số điểm của hai vòng thì hiện tại bố Sơn đang có số điểm là 6 điểm và bố Hiếu đang có số điểm là 7 điểm. Và xin được chúc mừng bố Hiếu và bé Khánh Ly.